Hello. Chào Phước. Chào Tùng. Chúng tôi đang chuẩn bị Team Building và Lửa Trại cho tối hôm nay. Một chương trình rất là tuyệt vời của tạp chí khóa kỹ năng báo điện tử năm 2017. Chúng tôi là K27. Rất là vui. K23, xin lỗi các bạn. Rất là vui khi được đến đây để nói với các bạn rằng là tôi yêu Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vô mày thì lên thì không được.